Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ 1-800-990-8319 princesslife.com Chọn hai món ưa thích khác nhau hay giống nhau chỉ 3 đồng 99 chí tại tiệm McDonald's có tham gia Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng với Như Hiền và Lê Thái. Thưa quý vị, các nhà khoa học họ dự đoán rằng vào năm 2050 chúng ta cần ít nhất là từ 60 tới 70% cái lượng lương thực vì dân số càng lúc càng tăng và thực phẩm càng lúc càng thất thu nhiều hơn vì do hạn hán và mọi thứ hết. Vì vậy, những nhà khoa học đã không ngừng nghiên cứu và vừa rồi họ đã nghiên cứu một cái loại di truyền bao nhiêu năm họ nghiên cứu cái loại di truyền giải trình tự gen vào năm 2004 các nhà khoa học đã hoàn thành cái dự án bộ gen người và dự án đầy tham vọng này đã nhằm giải trình cái bộ gen người tiêu tốn gần 3 tỷ đô la mất 10 năm mới giải mới giải ra và cái bộ gen này nó khoảng nó có thể uh, giải trình với cái giá 1.000 đô la trong vòng khoảng 24 giờ thì các nhà khoa học họ đã tận dụng cái phương pháp này để mà tạo ra những mọi thứ như là những con vật, những con mật nè, rồi những cái cà tím và các loại trái cây và họ cũng giải trình cái tre này họ nhân giống lên để mà họ tạo ra thức ăn với công nghệ này đã hứa hẹn những cái đột phá rất là kỳ diệu và họ hy vọng rằng trong tương lai cho chúng ta thêm nhiều thức ăn vào năm 2015, một cái nhóm nhà nghiên cứu đã thành lập Gel 10 Bioscience, một công ty công nghệ của sinh học nông nghiệp nhằm mục đích sử dụng trí tuệ nhân tạo để bắt đầu cải tiến những cái lời hứa đó thành sự thật. Thì trong vài thập kỷ vừa qua thì họ đã nghiên cứu một cái chương trình gọi là CRISPR. Đây là một hệ thống tiến hóa vi khuẩn. Và trong 80 năm, trong 80 năm thì họ sẽ giải trình ra tất cả những cái loại gen uh, và những cái loại biến biến đột để mà tạo ra những cái thức ăn và trong cái năm vừa rồi thì họ đã tạo sửa chỉnh gen của tất cả các loại giống cây thức ăn như là ngô và cà rốt và những loại thứ khác thì họ đã thử nghiệm rồi thưa quý vị thì họ tạo ra rất là nhiều thức ăn cây cối nó mọng hơn mạnh hơn phát triển mạnh hơn và sử dụng để mà nghiên cứu sinh học thì trong đó họ thực hiện rất là nhiều loại trong đó có gọi là agros đã làm cho cây phát triển nhân hơn nhanh hơn và hàng chục loại cây mà có chất agros này thì chẳng hạn như dưa này củ cải bí và họ đã tạo ra rất nhiều và họ đã thành công trong cái việc sử dụng này thì trong tương lai cái thực phẩm của mình sẽ không sợ bị thiếu thốn. Dạ vâng cảm ơn chị Như Huyền. À, quý vị nào mà xem bản tin mà thấy à, đôi lúc là chị Như Huyền hay Lê Thái mà có nói lộn có những cái chữ nào thì tha thứ cho hồi nãy chị Như Huyền nói lộn mà chữ biến đột là đột biến nha quý vị à, thông cảm là chúng tôi ở đây quá lâu luôn lúc Nhiều lúc lộn mà tại vì tại vì em bất cười là do chị nói chị biến đột em nghe nó cũng vui vui <laughs> Đấy, rồi nên em cười, cười. Dạ, vâng và cái thưa quý vị vừa qua thì quý vị đã nghe đâm ran cái cái mạng xã hội Twitter chị Như Huyền cũng đã biết mà đúng không yeah. thì à, nó sẽ chuẩn bị là nó nói là sa thải đến hơn 75% phần trăm nhân viên lý do tại sao mà không biết là có thật hay không thì vừa qua thì cái thương vụ mà như quý vị cũng đã biết thì tỷ phú mà Elon Musk đó, thưa quý vị ông đồng ý mua lại cái Twitter và cắt giảm đến 75% nhân viên và điều này không biết có thật hay không nhưng mà mạng xã hội Twitter ngày hôm 20 tháng 10 đã nêu rõ với nhân viên rằng là họ không có kế hoạch sa thải nhân viên kể từ khi công ty này ký một cái thỏa thuận bán cho cái um, tỷ phú công nghệ là Elon Musk sau khi cái tờ Washington Post đưa tin rằng là chủ của uh, tập đoàn Tesla này đang xem xét kế hoạch để cho một cái lượng lớn nhân sự tại công ty này nghỉ việc và thông tin trên đó được khẳng định là Twitter đưa ra trong một cái email gửi tới toàn thể nhân viên là không có nha quý vị. Và trước đó thì cùng ngày 20 tháng 10 thì tờ Washington Post đã đưa tin là tỷ phú Elon Musk đã nói với các nhà đầu tư tiềm năng trong thương vụ mua Twitter rằng là ông dự định cắt giảm đến 75% trong số 7.500 nhân viên của cái công ty truyền thông xã hội này và trích dẫn các phỏng vấn và tài liệu liên quan và theo bài báo này là việc cắt cắt giảm dân sự khiến cho những cái tháng tới bất kỳ ai là chủ cái công ty khiến cho rất là nhiều người, người ta cảm giác rất là mong lung và rất là lo và Twitter đã lên kế hoạch cắt giảm khoản chi trả lương của công ty khoảng là 800 triệu Mỹ kim vào cuối năm sau. Tỷ phú Elon Musk đã cố gắng mà rút khỏi các thỏa thuận mua à, Twitter này vào tháng 5 năm 2022 vừa qua, tháng 5 vừa qua thưa quý vị, à, với cáo buộc là công ty đã đánh giá thấp cái số lượng tài khoản chạy tự động hay là gọi là tài khoản post ấy, và tài khoản rác ở trên mạng truyền thông xã hội. Và động thái này dẫn tới là một loạt vụ kiện giữa hai bên kiện tụng trong thời gian vừa qua. Nhưng sang đầu tháng này thưa quý vị thì tỷ phú Elon Musk đã bắt đầu quan điểm là ông cho biết ông tiến hành Thỏa thuận là mua lại cái mạng xã hội Twitter này và trong tương lai thì sẽ có nhiều cái cải tiến, nhiều cái tiến bộ, nhiều cái việc thay đổi rất là lớn ở trong cái mạng xã hội Twitter này. Chúng ta không biết là tỷ phú này sẽ làm gì. Tay này rất là cái đầu rất khủng khiếp, cái đầu táo bạo lắm. Đây. Mà đôi lúc chúng ta dùng từ là những cái đầu những người làm tỷ phú này đôi lúc người ta khùng khùng luôn á, khùng khùng là sao, khùng điên lắm nhưng mà làm những cái việc không thể nào mà ai nghĩ ra được, rất là táo bạo thưa quý vị. Và bản tin thứ hai đó là một trong những cái bản tin về con robot và như quý vị cũng biết khi mình có một cái vườn nhỏ thì mình hãy đi nhặt những cái cỏ dại những cái cỏ mà nó giết những cái cây chính của mình thưa ông quý vị thì con ở trong nông nghiệp bây giờ đã có một cái loại laser cái con robot này có thể tiêu diệt những cái cỏ dại rất là nhanh thưa quý vị vào năm 2021 carbon robotic đã tiết lộ thế hệ thứ ba của Automos Weeder một con robot rất là thông minh và xác định nó có thể nhặt cỏ dại rất là mau và nó tiêu diệt bằng cái tia laser với công suất rất là cao và công ty hiện đã lấy công nghệ từ robot đó để chế tạo ra một chiếc gọi là Save laser Weeder nó còn nhanh hơn nữa thưa quý vị và nó giết chế số lượng cỏ dại gấp đôi lần trước và theo thử thách của thuốc diệt cỏ cỏ dại đã tranh giành À, rất là nhiều thức ăn này rồi làm cho cây cỏ không phát triển được và thuyết uh, thuốc diệt cỏ hóa học thì nó bị hóa học rất là nhiều nó làm cho chúng ta không có thể nào mà uh, ăn uống vô nó không có organic nó không có tốt thì các robot nông nghiệp này nó có thể bứt những cỏ dại rất là nhanh và nó có thể dùng tiêu diệt những cỏ dại trong vòng 200.000 cỏ dại trong vòng khoảng chừng một giờ mà thôi, thì con người làm rất là lâu một cái hecta đất như vậy, một cái cái mẫu đất như vậy, Ngồi thì con rồi. người làm từ ngày này tới ngày kia. <laughs> em nghĩ đến em tưởng tượng đến cái cảnh mà làm cỏ dại mà lượm từng cọng, từng cọng cắt mệt dữ lắm luôn. Chắc chết luôn Chắc á. Chết mà thử, thử không thường hồi xưa ở nông dân ở Việt Nam và mình đều là bằng cái cách đó mà bây giờ cái máy này nó lên thưa quý vị nó trong vòng một Việt tiếng vậy. đồng hồ thôi Ở bên đây mà <laughs> mỗi lần mà cái cây mình muốn làm cỏ dại Bức muốn chết luôn, tỉa muốn chết luôn, chứ không phải đơn giản. Là đâu. mình làm bằng tay nhưng mà nhưng mà cái hình dung ra một cái vườn rộng nông thôn rộng lớn như vậy mà mình ngồi mình bớt làm sao mà được nông dân họ bớt đâu có được. Bây giờ cái máy này ra nó rất là hay thưa quý vị mà cái loại này tiên tiến hơn nhiều do so với những cái loại máy hồi xưa. Dạ vâng, cảm ơn chị Huyền. Đây là những cái kỹ thuật tiên tiến mà chúng ta phải cập nhật ha. À, rất là hay khi mà xã hội có những cái công nghệ về hiện đại hóa uh -huh. dành cho những cái form những cái nông trại như thế này mà chúng ta có thể chúng ta áp dụng vào kỹ thuật để mà đỡ tốn cái công sức tiền bạc nhiều hơn. Kính thưa quý vị, trong những mấy tháng qua năm năm ngoái thì nhiều lời thái cứ đưa đến quý vị một cái thông tin về một người đàn ông mà ông không bao giờ tắm trong vòng 60 năm. Dạ yeah, dạ. Yeah. Quý vị có nhớ người đàn ông đó không thưa không quý vị? Người đàn ông đó đã qua đời ở cái lứa tuổi 94 rồi thưa quý vị, vừa mới qua đời vào ngày 25 tháng 10 vừa qua ở làng Dega ở tỉnh Fars, miền nam của Iran và ông Haji này có biệt danh là người bẩn nhất thế giới vì ông không bao giờ sử dụng nước và tắm nước hoặc là tắm xà phòng trong hơn suốt 60 năm qua. Và dân làng cho biết rằng là ông từ chối tắm gội sau một cái biến cố tình cảm khi còn trẻ và quyết định là không tắm luôn. Thì khi mà khi bác sĩ người ta xét máu ông, thì hoàn toàn không có một cái bệnh gì cả chỉ có một cái số cái con ký sinh trùng ở trên da mà thôi nhưng ừ. mà những cái con nó không gây ảnh hưởng gì đến ông và ông rất là khỏe mạnh nhưng thưa quý vị trong mấy ngày vừa qua thì ông tự nhiên ông ông đổ bệnh thưa quý vị sau khi mà ông được người ta thuyết phục tắm tự nhiên ông đổ bệnh và khi <laughs> ông đổ bệnh, bệnh thì ông luôn. đã qua đời ở cái lứa tuổi 94 wow. và hiện nay thì ông là cái người mà không tắm ở bẩn nhất sống thọ nhất trên thế giới và hiện nay thì ông đã mất mất cái ông mất cái chức chức danh đó rồi tại ông mất rồi thì hiện nay cái chức danh mà người đàn ông không tắm á, mà dơ nhất trên thế giới á, thì hiện nay đang thuộc về một người đàn ông ở ấn độ và người này cũng không tắm trong phần lớn cuộc đời của ông người đàn ông này tên là hidutan thưa quý vị và khi mà người đàn ông này sống trong một cái ngôi làng bên ngoài thánh địa Varanasi và không tắm hơn trong hơn 30 năm qua rồi. Vì hy vọng rằng ông cũng đừng có tắm tại vì ông này ông tắm là ông chết ông kia không biết tắm nào ông có không có sau tồn tại không. Thôi, đừng Nhiều tắm khi đi. người ta, người ta người ta người ta mới tính chẳng hạn, người ta gì đoan chẳng hạn. Mà đến lúc tuổi 94 là quá thọ rồi, đúng không chị? Quá thọ, thọ, rồi. rồi dạ. dạ vâng. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 3 cái phải sáng của tuần. Nhiều và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài.